xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay kênh Giã Sử Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết audio lịch sử Chiến tranh Điện Biên Phủ, cao điểm cuối cùng. Phần 3 Khi họ nhìn rõ những cột dây thép gai trên đồn địch thì trời đã ngả chiều. Cũng may, chưa bị chậm quá so với giờ nổ súng đã quy định. Dọc đường tiến quân, họ không bị đại bác địch cản trở các chiến sĩ đều ướt từ nửa người trở xuống những đồng chí thấp bé bị ướt tới ngực họ dừng lại ở đầu suối pom loi tới đây đã gần vị trí địch lắm rồi ngẩng cổ lên khỏi trên hỏa có thể đếm được những ụ súng những lỗ châu mai trên đồn chiến hào của ta mới chỉ đào được đến đây lệnh của trên là phải đào giáp tận hàng rào dây thép gai của địch nhưng việc đào trận địa ngay dưới chân đồn bị địch gây nhiều khó khăn một số cán bộ đã đề nghị đảo bắt vào con suối cạn này và lợi dụng dòng suối tiến vào đồn. Những người đã chiến đấu có kinh nghiệm đều biết mỗi con suối, mỗi tử giác quanh đồn địch thường được pháo binh của chúng tính toán kỹ lưỡng. Nhưng vì chưa làm được hơn, hôm nay họ họ vẫn phải để bộ đội tiến quân theo dọc suối này. Tiểu đoàn trưởng Vinh và chính trị viên tiểu đoàn Tuấn tới đại đội 1 gặp tiểu đoàn phó quân đang ngồi nói chuyện với đại đội trưởng khỏe và trung đội trưởng cương tiểu đoàn phó thấy vinh tới thái độ hơi lúng túng anh lảng tránh cặp mắt của vinh đứng dậy lùi về phía sau theo sự phân công trong ban chỉ huy tiểu đoàn vinh đi với đại đội một vào đồn trước còn quân đi với đại đội ba vào sau cùng tiểu đoàn phó không vừa lòng với sự phân công này anh đã ở với đại đội một năm sáu năm nay thuộc tính nết và khả năng chiến đấu của từng cán bộ, chiến sĩ. Sau khi được đề bạt lên chỉ huy tiểu đoàn, anh vẫn không muốn xa nó. Nhiều đêm, anh bỏ tiểu đoàn bộ xuống đại đội ngủ chung với các chiến sĩ. Trong lúc chiến đấu này, anh càng không muốn xa nó. Nhưng nể người chỉ huy của mình, anh nhận phân công không nói năng gì. Vinh hỏi đại đội trưởng khỏe, đã kiểm tra bộc phá kỹ chưa? Đã, bảo đảm nổ giòn chứ? bảo đảm. Vinh đặt hai tay lên đôi vai u tròn của người đại đội trưởng có bộ mặt to ngang rắn căng căng, đôi mắt nhỏ và sách. Nắm chắc lấy đảng viên và chiến sĩ thi đua mở cửa đột phá cho thật nhanh. Vào sau tiểu đoàn một là nhão chuyện, đừng nói lung tung ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng anh em. Mấy hôm sau, Vinh được trung đoàn trưởng gọi điện thoại cho biết kế hoạch tác chiến đã thay đổi. Sẽ đánh hai mũi và tiểu đoàn của anh sẽ phụ trách mũi diện. Buông điện thoại, Vinh quật mạnh chiếc mũ nổi xuống cạnh máy, reo lên, thế là được việc đảng, chính phủ rồi. Đó là một thói quen bộc lộ tình cảm khi anh có điều gì thích thú. Đêm nay, Vinh đã nghĩ thầm, phải làm mọi cách cho đơn vị anh vào đồn trước tiểu đoàn 1. Thái độ của người bạn bên tiểu đoàn chủ công chọc vào lòng tự ái của anh, khiến anh càng quyết tâm hơn. Vinh lấy thuốc lá, bao thuốc chỉ còn một điếu Anh ngắt đôi đưa cho quỷ một nửa và nói Đàn anh và từ từ cho đàn em bên này theo với Quỷ nhếch mép cười nửa miệng Cái cười của cậu ta thật là khó chịu Phần 3 Khi họ nhìn rõ những cột dây thép gai trên đồn địch thì trời đã ngả chiều Cũng may Chưa bị chậm quá so với giờ nổ súng đã quy định Dọc đường tiến quân Họ không bị đại bác địch cản trở các chiến sĩ đều ướt từ nửa người trở xuống. Những đồng chí thấp bé bị ướt tới ngực. Họ dừng lại ở đầu suối Pomloy. Tới đây đã gần vị trí địch lắm rồi. Nghền cổ lên khỏi trên hòa có thể đếm được những ụ súng, những lỗ trầu mai trên đồn. Chiến hào của ta mới chỉ đào được đến đây. Lệnh của trên là phải đào giáp tận hàng rào dây thép gai của địch. Nhưng việc đào trận địa ngay dưới chân đồn bị địch gây nhiều khó khăn một số cán bộ đã đề nghị đảo bắt vào con suối cạn này và lợi dụng dòng suối tiến vào đồn. Những người đã chiến đấu có kinh nghiệm đều biết mỗi con suối, mỗi tử giác quanh đồn địch thường được pháo binh của chúng tính toán kỹ lưỡng. Nhưng vì chưa làm được hơn, hôm nay họ vẫn phải để bộ đội tiến quân theo dọc suối này. Tiểu đoàn trưởng Vinh và chính trị viên tiểu đoàn Tuấn tới đại đội 1 gặp tiểu đoàn phó quân đang ngồi nói chuyện với đại đội trưởng khỏe và trung đội trưởng cương tiểu đoàn phó thấy vinh tới thái độ hơi lúng túng anh lảng tránh cặp mắt của vinh đứng dậy lùi về phía sau theo sự phân công trong ban chỉ huy tiểu đoàn vinh đi với đại đội một vào đồn trước còn quân đi với đại đội ba vào sau cùng tiểu đoàn phó không vừa lòng với sự phân công này anh đã ở với đại đội một năm sáu năm nay thuộc tính nết và khả năng chiến đấu của từng cán bộ, chiến sĩ. Sau khi được đề bạt lên chỉ huy tiểu đoàn, anh vẫn không muốn xa nó. Nhiều đêm, anh bỏ tiểu đoàn bộ xuống đại đội ngủ chung với các chiến sĩ. Trong lúc chiến đấu này, anh càng không muốn xa nó. Nhưng nể người chỉ huy của mình, anh nhận phân công không nói năng gì. Vinh hỏi đại đội trưởng khỏe, đã kiểm tra bộc phá kỹ chưa? Đã, bảo đảm nổ giòn chứ? bảo đảm. Vinh đặt hai tay lên đôi vai u tròn của người đại đội trưởng có bộ mặt to ngang rắn căng căng, đôi mắt nhỏ và sách. Nắm chắc lấy đảng viên và chiến sĩ thi đua mở cửa đột phá cho thật nhanh. Vào sau tiểu đoàn một là nhão chuyện. Người đại đội trưởng có lẽ không hiểu hết những ý tứ trong câu nói của Vinh. Anh trả lời tiểu đoàn trưởng bằng một tiếng vâng nghiêm trang. Trung đội trưởng bộc phá cương ngồi bên anh bỗng nói, mở xong cửa đột phá, tiểu đoàn cho chúng tôi củng cố bộ đội vào đồn luôn. Vinh nhìn người cán bộ hơi chăm chú. Anh ta có đôi mắt nhiều lòng đen và nước da mịn như da con gái đang đỏ ửng lên. Ngồi bên người đại đội trưởng dáng rất dữ tợn, trông anh ta chả có vẻ gì là con nhà quân sự. Người cán bộ này mới về tiểu đoàn anh ít lâu nay. Nghe nói trước kia anh ta chiến đấu khá lắm, nhưng Vinh chưa hình dung ra được lúc đánh nhau người có cái tướng con gái đó sẽ làm như thế nào. Khi nhìn khó hiểu của tiểu đoàn trưởng khiến anh ta ngượng nghịu, bàn tay hơi thô cứ xoay mái chiếc đèn dìn. Vinh nói, đồng chí cố gắng mở cửa đột phá cho tốt. Mở được cửa đột phá là coi như đồng chí làm tròn nhiệm vụ trong trận đánh này rồi. Vinh không tin trung đội này sau khi mở xong cửa đột phá lại còn đủ sức tiếp tục cuộc chiến đấu trong đồn địch từ phía hồng cúm vọng lại một loạt tiếng nổ rền như tiếng sấm. Nó bắn đi đâu giờ này? Những vành tai như mở rộng để thu những tiếng động từ xa vọng lại. Không lâu, những thỏi đại bác đã giết gió trên đầu, xoèn xoẹt lao xuống, dựng lên những đụn khói suốt dọc suối. Tiếng nổ muốn xé màng tai mọi người. Vinh quát, tản ra. Cán bộ sao túm tụng cả một chỗ thế này? Địch tiếp tục bắn hết loạt đại bác này đến loạt khác kẻ địch như đã biết trước kế hoạch tiến quân của ta. Những viên đạn đi chạch nhất chỉ rơi không cách sòng suối quá 50 mét. Đường đi phía trước đã bị ngăn bằng một hàng rào thép lửa. Khói đại bác lùa vào chiến hào mù mịt. Đội hình ở đây khá dày. Các chiến sĩ, người tạm lánh vào những hầm ếch dọc chiến hào. Người nằm phủ phục lấy thân mình che những ống và những khối thuốc nổ. Trận oanh tạc như có chuẩn bị từ trước, đến hơi bất thần quạt thốc vào hàng quân một luồng gió lạnh. Đây đó, những câu nói để làm yên lòng nhau. Mẹ mày, có ít đạn mới thả dù bắn hết đi. Lát nữa không bắn được thì ông bảo. Đấy, nó lại đánh chống tế bố nó. Có lẽ là lời một đồng chí tổ trưởng tổ ba người nói với một chiến sĩ tân binh. ngẩng đầu lên mà nhìn, bình tĩnh. Lát nữa mình làm gì cậu cứ làm thế. Giữa những giờ phút căng thẳng đó, bỗng thấy tiếng đại bác nổ dồn dập một cách khác thường. Có người đã phân biệt được những loạt tiếng pháo nổ đầu nòng từ dãy núi phía sau lưng họ vọng lại. Đại bác của ta! Pháo ta bắn rồi anh em ơi! Một số chiến sĩ đang nằm ép mình trên đất bùn, bật dậy như chiếc lò xo, bám lấy miệng giao thông hào, nghền cổ nhìn về phía đồn địch, quên cả nguy hiểm. Đúng là lựu pháo của ta cũng bắt đầu nhả đạn lúc đầu còn thấy những đám khói đen sủi lên trên đồn. Lát sau cả quả đồi đỏ ối đã chìm trong một đám mây xám đặc sệt, luôn luôn lóe ra những ánh chớp lửa. Những so xuyến trong hàng quân dịu hẳn đi, những người ban nãy chỉ gục đầu xuống đất để tránh pháo địch đã ngừng mặt lên, nhìn về phía trước. Tuy nhiên, đại bác địch bắn mỗi lúc một thêm dữ dội. Ngoài việc giải đạn theo dọc suối, chúng còn dựng cả một hàng rào lửa quanh vị trí cả thung lũng mường thanh sôi lên ầm ầm. Biết đường tiến quân đã bị lộ, không thể chờ đại bác địch thôi bắn. Đại đội trưởng khỏe nhảy ra khỏi hầm ếch, lao lên đầu suối cạn, ra lệnh cho bộ đội vượt nốt chặng đường cuối cùng. Tiến, tiếng nói của anh được truyền rất nhanh từ đầu đến cuối hàng quân. Các chiến sĩ xách súng, bộc phá nhòm dậy, cả những người đã quen với chiến đấu. Phút này bỗng thấy người ướn lạnh, thoáng dùng mình cái dùng mình ở giờ phút họ lao vào cuộc chiến đấu vinh quanh và hiểm nghèo bậc nhất. Mỗi người cách nhau năm thước, vượt thật nhanh. Đại đội trưởng khỏe khom lưng, đứng áp người một bên vách hào. Bóng anh bị những làn khói xám xóa nhòa đi rồi lại hiện ra ở chỗ cũ. Nó bắn, nằm xuống, vượt nhanh, tổ ba người nắm lấy nhau. Các chiến sĩ làm theo đúng lệnh anh, cách chỗ anh một quãng, chính trị viên đại đội thọ không biết đã lên từ lúc nào Đang động viên những người chạy qua Học tập rồi, giờ là chiến đấu, quyết tâm Cả khúc suối mờ mịt khói đại bác Chỉ chạy được 10 bước Các chiến sĩ lại phải lao người gục mặt xuống sỏi đá Để tránh một đợt pháo mới của địch Họ đưa tay lên xoa mặt tưởng vừa bị bùn đất bắn vào Chợt nhận ra đấy chỉ là những mảnh thi thể nát vụn của bạn đồng đội những búi tre bị đại bác chém đổ ngang dòng suối làm chậm thêm bước tiến của họ trên quãng đường nguy hiểm. Một chiến sĩ đại bác tiện cụt chân, vươn tay bám lấy một gốc tre, lê người nép vào bên bờ suối mặt trắng bệnh, miệng vẫn gào. Nằm sang bên, nằm sang bên, dành đường cho anh em lên. Nhiều thương binh nghiến răng ken két để khỏi bật tiếng kêu rên. Dọc suối có một ngách hào không biết ai đào từ trước, Mặt trống của nó quay ra đúng quãng đại bác địch rơi nhiều. Mấy chiến sĩ đến đế thấy đại bác lao xuống, vội nhảy vào ngồi trong đó đều bị thương. Đại đội trưởng khỏe nhiều lần thét lên bảo những người đi sau đừng vào đó nữa, nhưng ít người nghe rõ tiếng anh. Cái hầm trú ẩn thật nguy hiểm, khỏe chưa biết giải quyết thế nào, chợt lại thấy một bóng người ôm theo một đồng chí khác chui vào hầm. Khỏe gọi tướng lên, anh ta vẫn không ngoái lại, đặt bạn nằm trong hầm xong người đó quay đầu chạy xuống, khỏe nhận ra cái miệng đen xì những dâu của chính trị viên. Anh hỏi, chú ấy đại bác địch bắn nhiều, sao lại đưa thương binh vào? Không, đặt vào đấy một đồng chí tử sĩ, lát nữa chúng mình lên hết, anh em đơn vị bạn đi sau, khỏi nhảy vào. Phần 4, con suối cạn chạy qua hai bản hồng líu, pom loi chỉ còn lại những nền nhà và một số kèo cột đã cháy thành than vào đến một quả đồi nằm giáp với đồn địch. Địch không đóng trên đồi này, nhưng có đặt một bộ phận cảnh giới. Cây cỏ trên đồi bị chúng đốt cháy trụi, quả đồi chỉ còn một màu xám đen. Bộ đội đã quen gọi nó là đồi cháy. Theo kế hoạch tác chiến của trung đoàn, bắt đầu nổ súng. Một đơn vị nhỏ sẽ nhanh chóng xông lên diệt bọn cảnh giới của địch để trợ chiến đặt súng trên đồi, yểm hộ cho các mũi xung kích mở cửa đột phá. Nhưng bộ phận được giao nhiệm vụ này bị chết và bị thương gần hết khi vượt suối cạn hai tiểu đoàn xung kích tiếp tục vượt qua đoạn suối nguy hiểm, đến chân đồi cháy khi địch còn ở trên. Họ chia hai hướng men theo chân đồi, thành hai gọng kìm tiến vào bám lấy hàng rào dây thép gai của A1, chờ pháo ta bắn phá đồn địch xong, sẽ xông lên mở cửa. Tiểu đoàn trưởng Vinh và chính trị viên Tuấn sang đến bên kia đồi cháy, thấy bộ đội nằm la liệt trên mặt ruộng trồng. Vinh nhìn lại, bộ phận đi theo anh còn nguyên vẹn, không hiểu tại sao khi họ vượt suối thì pháo địch ngừng bắn một lúc đó chỉ là một cái may trong vô vàn cái may và không may khác đầy rẫy trong những trận đánh họ không còn bị những tiếng đại bác quát tháo dữ dội như xé màng tai nhưng ở đây họ lại nghe rõ tiếng huýt sáo tiếng bay vi vu không kém phần ghê rợn của những mảnh đạn đại bác vinh ngước mắt nhìn đồn địch ở ngay trên đầu đang bị khói đại bác của ta phủ kín anh biết rằng lát nữa khi pháo ta ngừng bắn bọn địch ngừng được đầu lên nơi anh đang nằm sẽ phải hứng lấy những cơn mưa đạn thẳng của chúng tiểu đội trưởng huy phụ trách bộ phận thông tin liên lạc của tiểu đoàn khom người chạy lại chỗ hầm anh đã bí mật đào từ đêm hôm trước để làm sở chỉ huy bộ đội ngồi chật ních trong đó ra đi các cậu hầm này tớ đào cho ban chỉ huy tiểu đoàn những người bên trong ngồi lặng thinh bảo kìa ra đi các cậu vẫn không ai nhúc nhích bảo mãi không ra phòng huy nắm lấy thắt lưng một cậu kẻo bật ra ngoài anh lần lượt lôi ra đến cậu thứ tư huy đã tưởng hay mình nhầm nhưng nhìn kỹ thế vẫn đúng là cái hầm mình đào đêm hôm trước cái hầm bằng lỗ mũi mà họ nhét thế nào được từng ấy người cái hầm ếch vừa thấp vừa hẹp vinh và tuấn phải ngồi khom lưng hai cánh luôn luôn thích vào nhau mới giờ đầu mà trận đánh đã diễn ra ác liệt hơn là người tiểu đoàn trưởng dự đoán chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế có trận nào lại có đường hào đảo đến giáp đồn địch từ sớm đến chiều hôm nay pháo của chúng không bắn một tiếng anh đã tưởng tiểu đoàn của anh sẽ yên ổn vào nằm cạnh hàng rào chờ lựu pháo ta dội lửa xong là xông lên thế mà bỗng chốc tình hình thay đổi khi chạy dọc suối cạn anh đã thấy bộ đội nằm la liệt lúc ấy chỉ nghĩ đến chuyện vượt cho nhanh khỏi đoạn đường chết đó. Anh không còn nhận ra người đơn vị mình nằm lại đấy có nhiều hay không. Đổi cháy chưa chiếm được, súng vẫn nổ lóp bóp trên đầu. Mở cửa đột phá sẽ gây go. Một đám khói đại bác vừa đun lên trên mặt ruộng trước mắt anh. Cái hầm này đào thật thất cách. Ngồi bị gò bó khổ sở mà vẫn còn cả một khoảng trống không gì che chở. Anh muốn phê bình mấy cậu liên lạc nhưng nghĩ chính họ lúc này đang phơi mình trên mặt ruộng cho đạn địch, anh lại thôi. Anh cảm thấy thân thể mình tự nhiên to lớn kỉnh càng ra. Nó như lừng lững hiện ra chùm lên cả góc đồi này, để đón lấy những mảnh gang cong queo cháy bỏng. Một chiến sĩ lạ mặt ghé đầu vào cửa hầm. Vinh hỏi, gì đấy? Báo cáo anh, tôi là Phony được lệnh ra trường Sơn đến phối hợp tiểu đoàn. Vinh chợt nhớ ra, hôm qua tham mưu trưởng đã nói với anh trong trận này đơn vị anh sẽ được phối thuộc một máy điện thanh lần đầu được sử dụng một phương tiện liên lạc hiện đại anh quên khuấy mất sau bây giờ mới tới người chiến sĩ cười nhe hai hàm răng hơi to lúc này mà anh ta vẫn cười được báo cáo anh trưa nay được lệnh là vác máy đi luôn không kịp cả lấy cơm chiều không biết đường đi lạc linh tinh cả đến D3 lại cứ tưởng là D.2 ngồi mãi mới biết nhầm, lại hỏi thăm mãi mới chạy được tới đây. Bộ phận điện thanh này mới được tổ chức ở đại đoàn, chỉ xuống phối thuộc với các đơn vị trong từng trận chiến đấu. Thái độ vui vẻ bình thản của người chiến sĩ làm cho đầu óc đang căng thẳng của tiểu đoàn trưởng hơi dịu lại. Anh nói: "Tìm chỗ nằm đi, lát nữa lên đồn kiếm hộp bánh ăn." Ngoài cửa hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn các chiến sĩ liên lạc ngóc đầu quay cả về phía những người mới tới. Họ nhìn bằng cặp mắt tò mò những trang bị nặng nề và lạ mắt của hai người. Một chiến sĩ khiêu gợi. Các cậu này đi chiến đấu mà tham ô gớm nguy. Người nhỏ tuổi đặt tay vào chiếc túi to hơn cái cháp đeo lệch bên người, giọng hóm hình. Ấy không tham ô thế này thì nguy hiểm. Người lớn tuổi hơn, có cái ba lô vuông thành sắc cạnh đồ sộ che kín cả lưng, giọng thực thà máy điện thanh đấy các đồng chí ạ à. chúng tôi đến để thỉnh thoảng đỡ các đồng chí khỏi phải chạy chân dây của nó đâu nó không cần dây nó bắt và phát bằng làn sóng làn sóng làn sóng điện ấy mà à ra nó chạy bằng điện điện thì việc gì lạ kỳ mấy nó cũng làm được thế là họ hiểu rồi họ quay sang hỏi nhau chuyện khác các chiến sĩ liên lạc bắt đầu nhìn hai người bạn mới tới bằng cặp mắt nể nang. Đồng chí tên gì? Người lớn tuổi đáp. Tên chư. Cậu tên gì? Anh đeo túi rết đáp. Mình không nói đâu, nói ra các cậu lại thèm. Người lớn tuổi giọng thực thà. Tên đồng chí ấy là Đường. Người chiến sĩ trẻ tuổi tuét miệng cười. Nước da bánh mật làm cho hai hàm răng rất đều của anh trắng loá tiểu đoàn trưởng ghé đầu ra ngoài hầm gọi phoni ơi máy làm việc được không người chiến sĩ lớn tuổi tên là chư nói báo cáo anh máy làm được nhưng lệnh của trên bao giờ mở xong cửa đột phá mới được liên lạc bằng phoni phương tiện liên lạc này còn được coi như một bí mật chiến thuật người ta chỉ sử dụng nó trong phút chót vừa rồi người giữ điện thoại đưa máy bảo vinh nói chuyện với trung đoàn anh đặt máy vào tai chưa nghe hết câu thì ống nghe đã lạnh ngắt Người giữ điện thoại quay máy Lại thấy nhẹ tênh tênh Từ chiều đến giờ chỉ bắt liên lạc được với trung đoàn có hai lần Cứ nghe một hai câu lại mất Các chiến sĩ thông tin đã phải xẻ rãnh ở lưng chừng thành chiến hào Đặt dây điện thoại vào đó Nhưng đại bác địch bắn như thế này chắc đường dây nát như ra rồi Dùng điện thanh chưa được Vinh tự bảo mình Tình hình này phải coi như mất liên lạc hẳn với trên anh phải tự mình giải quyết lấy mọi việc. Anh gọi một chiến sĩ liên lạc. Người chiến sĩ khom lưng nằm trước hầm, chưa kịp nhận lệnh đã nhăn mặt, vặn người, quở tay lại phía sau rồi kêu lên. Tôi bị thương rồi. Mạnh đại bác đã vạt đi của anh một miếng mông. Người vinh nổi gai lên. Không có người chiến sĩ đi này thì mạnh đạn đã trúng anh hay chính trị viên. Tiểu đội trưởng liên lạc huyết chạy tới ôm người bị thương đặt sang bên cửa hầm rồi nhanh nhẹn quay lại hỏi anh anh cần gì gọi đại đội trưởng đại đội một lại đây rõ huy khuất khỏi cửa hầm vinh nghe tiếng người tiểu đội trưởng ra lệnh cho một chiến sĩ đi tìm đại đội trưởng khỏe một lát lại nghe tiếng huy bị thương rồi à nằm im đây tôi băng cho và huy tiếp tục ra lệnh cho một đồng chí khác mười phút sau bộ mặt to ngang có đôi gò má gồ cao của đại đội trưởng khỏe hiện ra trước cửa hầm tình hình thế nào bộc phá lên được bao nhiêu người trái với giọng nói hối hả của tiểu đoàn trưởng khỏe trả nhời chậm rãi qua suối cạn vừa chết vừa bị thương mất một tiểu đội tôi đã điều người ở trung đội khác đến cho cương rồi vinh vẫn hơi nghi ngại về người cán bộ này vinh hỏi xem chừng cậu ta thế nào khỏe ngẫm nghĩ rồi đáp khi chỉ huy anh em qua suối cạn tôi thấy khá chiến sĩ được cử đi đại hội liên hoan thanh niên thế giới trả nhẽ lại không khá vinh giao nhiệm vụ cho khỏe điện thoại không gọi được đại bác bắn nhiều phải coi như mất đứt liên lạc với trung đoàn chắc không có hiệu lệnh mở cửa đột phá của trên việc mình mình cứ tự động mà làm thấy đại bác ta ngừng bắn cho anh em bộc phá luôn tình hình này không chắc trợ chiến có đặt được hỏa lực trên đồi cháy để yểm hộ cho các đồng chí khỏe ngắt lời anh tôi đã cho trung liên bố trí cả rồi tôi cũng định nói với đồng chí dùng hỏa lực của đại đội mà yểm hộ cho anh bộc phá tốn kém thế nào cũng phải mở bằng được không thì đi đứt hết người đại đội trưởng nhận lệnh không hỏi lại cũng không đề nghị gì chạy đi được vài bước anh ngoái đầu lại nói với tiểu đoàn trưởng mở gần xong cửa đột phá tôi sẽ cho người báo cáo anh khỏe khom lưng chạy vụt đi nhanh nhẹn khác hẳn với vẻ chậm chạp lù đù khi ngồi trước cửa hầm. Mặt trời chỉ còn để lại một đường viền đỏ như máu trên đỉnh núi Hồng Lách. Bóng tối chảy vào thung lũng mường thanh mỗi lúc một đầy thêm. Khúc hòa tấu rầm rộ ầm ầm như động biển của các cỡ pháo lớn đã đổi giọng, thay bằng những âm thanh nhỏ đanh díu rít như mưa rào nặng hạt của các loại liên thanh. Từ hàng rào thép gai ngoài cùng của đồn địch bắt đầu lóe lên một chớp lửa đỏ quạch của bộc phá địch bắn pháo sáng tới tấp lên không trung. Giờ phút này kẻ địch đã biết nguy cơ hiện nay không phải là ở những khẩu đại liên, trung liên bang phun đạn vào các lỗ châu mai, mà chính là ở những ống thuốc nổ đang dọn đường cho những con người tiến vào xào huyệt cuối cùng của chúng. Chúng vội vã đổ đạn về phía ta đang bộc phá. Người chiến sĩ xung kích khi tiến lên gặp một luồng đạn địch đang muốn quật ngã mình. Họ sẽ né tránh hoặc dùng cây súng trong tay quật ngã kẻ thù của mình trước. Người chiến sĩ bộc phá thì khác Họ phải đi đúng con đường mà họ đã báo hiệu từng bước với kẻ thù bằng những chớp lửa Và họ không hề tự mình đối phó với kẻ đang nhả đạn vào đầu họ Chưa bao giờ các chiến sĩ bộc phá thấy mình nằm trước một hàng rào dây thép gai gai bát ngát như lần này Địch đã bao quanh ai đủ các loại rào giàn mướp, cúi lợn, mái nhà, cánh sao Đan không thành hàng lối để làm lạc hướng mở đường của quân ta các chiến sĩ làm việc trước mũi súng địch phải bình tĩnh hơn chính kẻ đang tuôn đạn vào mình. Đi chạch sang hai bên một chút, những mấu thép gai sẽ níu họ lại, hoặc một quả mìn sẽ không để họ tiếp tục nhiệm vụ. Đặt ống thuốc nổ không đúng hướng, họ sẽ bị xa lầy không tìm ra lối thoát trong cái lưới thép nguy hiểm này, để quân thủ tìm mọi cách hiệu nghiệm bắt họ phải nằm lại đó mãi mãi. Liên thanh của địch từ vị trí A3 cạnh đường 41 bắn chéo và sườn họ Trung đội trưởng cương hướng dẫn các chiến sĩ luồn qua làn đạn bắn hơi cao, chiếu thẳng hướng lô cốt địch gần nhất, mở đường. Anh chạy lên chạy xuống ở cửa đột phá như một con thoi. Những tiếng nói dù gì đôi khi còn ngọng nghịu của anh hàng ngày, lúc này luôn luôn vang lên đầy sức mạnh. Số 4 tiến. Số 5 chuẩn bị. Bình tĩnh giật nụ xòe, lóe lửa hãy chạy xuống. Học tập rồi, tiến lên các đồng chí tiến lên mang ruộng đất về cho nông dân. Khi họ tiến lên lưng chừng đồi thì bất thần, một khẩu đại liên từ sườn đồi cháy tuôn đạn sang chỗ các chiến sĩ đang bộc phá. Biết là đại liên của ta bắn nhầm, đại đội trưởng khỏe gào lên. "Đại liên, bắn cao lên. Đại liên, cao lên." Nhưng đường đạn vẫn không thay đổi, khỏe gào mãi không được cho toáng lên. "Đề mẹ nó, bắn chết bộ đội của ông rồi." tiếng ai nói bên tai anh Đại bác bắn nhiều họ không nghe thấy đâu Phải cho một người chạy sang bảo họ Ngoái đầu nhìn Anh nhận ra chính trị viên Khỏe chưa kịp tìm người ra lệnh Thì thấy chính trị viên đã lao người chạy vụt sang phía đồi cháy Một lát sau Đường lửa của khẩu đại liên vọt vội lên cao Dưới ánh đèn rủ xanh biếc những chớp lửa đỏ dữ dội vẫn đều đặn lóe lên, mỗi lúc một gần bình đồi của địch. Giao nhiệm vụ cho khỏe rồi, tiểu đoàn trưởng vinh yên lòng hơn nhưng sự yên ổn đó chả được bao lâu anh biết sắp tới lúc mình phải rời khỏi nơi ẩn náu dù sao cũng che chở cho anh được rất nhiều này tiếng súng nhỏ bắn thẳng cùng với tiếng nổ đứt quãng của những ống bộc phá đã bắt đầu thay thế cho những tiếng đại bác chính trị viên đưa anh một điếu thuốc lá cuốn đã châm lửa sẵn điếu thuốc lá được cuốn đều và khá chặt anh nhìn người đồng chí ở cơ quan tổng cục chính trị mới thuyên chuyển về đơn vị cùng công tác cậu này cũng khá đây tiểu đội trưởng liên lạc huy thò đầu vào cửa hầm báo cáo anh vinh anh khỏe cho liên lạc tới báo cáo sắp bộc phá hết hàng rào vinh buột miệng nói ngay chuẩn bị tiến những tiếng chuẩn bị tiến chuẩn bị tiến nóng hổi nhắc đi nhắc lại nhộn nhịp trước cửa hầm vinh định nhảy ra khỏi hầm bỗng thấy hai chân như bị chôn cứng xuống đất anh quay sang chính trị viên quấn cho mình một điếu thuốc nữa. Anh mong kéo dài một chút thời gian, vừa rút khẩu súng lên đạn xong cho vào bào. Chính chi viên đã chia trước mặt anh một điếu thuốc lá đã châm lửa sẵn. Lần này, điếu thuốc vẫn đều và chặt. Người tiểu đoàn trưởng giết lấy rít để như muốn làm nóng người mình lên bằng khói thuốc. Chấm đỏ đầu điếu thuốc như muốn bốc lửa. Vinh xem đồng hồ. Đôi kim lân tinh chỉ 18 giờ 40 phút anh đã qua nhiều trận chiến đấu, nhưng từ khi lên chỉ huy tiểu đoàn, lần này là lần đầu anh sung phong lên đồn cùng đột kích một. Trước đây, những cán bộ tiểu đoàn còn được coi là loại cán bộ mang chữ thọ lớn trên ngực. Đùng một cái, từ chỗ đánh những đồn do một, hai đại đội địch chiếm đóng, nhảy lên đánh một tập đoàn cứ điểm gần hai vạn quân địch, chữ thọ trên ngực những người cán bộ như anh đã rơi mất tăm rồi sự nguy hiểm sẽ đến với anh như đến với những người cán bộ trung đội, đại đội trong những trận chiến đấu của đơn vị anh trước kia. Anh tháo chiếc đồng hồ tay đưa cho chính trị viên. Mình tặng lại chi bộ chiếc đồng hồ này. Anh cảm thấy câu nói đó, cử chỉ hào hùng đó làm cho người anh vừa giận vừa nóng lên. Trước khi đi, ban chỉ huy đã phân công nhau, mở xong cửa đột phá anh sẽ vào với đột kích một. Còn chính trị viên thì ở ngoài đôn đốc những bộ phận lên sau và giải quyết công tác thương binh tử sĩ với kinh nghiệm chiến đấu vinh biết rõ ở ngoài đồn không phải là không gay go đó chính là nơi hứng đại bác địch nhiều nhất nhưng bây giờ vinh lại nghĩ người được yên ổn là chính trị viên ở trong căn hầm này còn cái chết sắp đem mình đi trên đồn địch những người chiến đấu nhiều đã thấy nếu muốn giữ được tinh thần dũng cảm đừng có dừng lại lâu ở nơi yên ổn quá phải để cái chết vuốt ve mình cho nó quen đi Chính trị viên Tuấn không cầm chiếc đồng hồ, nói: "Cậu phải giữ lấy để chỉ huy, không có đồng hồ thì làm thế nào?" Rồi anh nắm chặt lấy tay Vinh, "Sáng mai chúng ta lại gặp nhau." Đầu Vinh như vừa bị dội một gáo nước lạnh, hắn ta đã nhìn, hắn ta đã nhìn thấy lòng ruột mình chăng, nhưng rồi anh bỗng thấy mặt nóng bừng, câu nói đó đã bắt đầu chạm vào một thứ điện trong người anh, anh cố ấn chiếc đồng hồ vào tay chính trị viên cầm lấy hộ tao rơi nó phí đi vừa lúc ấy tiểu đoàn phó quân mặt sạm đen chạy đến trước cửa hầm khỏe mở xong cửa đột phá đột kích một vào đồn hết rồi thêm một sức mạnh giúp người tiểu đoàn trưởng rút bật chân khỏi cái hầm ếch tiến chạy được vài bước anh vấp một gốc dạ ngã chuối anh nghĩ hay mình bị thương rồi đang lúc bàng hoàng đó một bàn tay sốc nách anh dậy tiểu đội trưởng liên lạc huy thét to chạy chung quanh che cho anh Vinh. Cả bộ phận liên lạc của tiểu đoàn quấn quanh người tiểu đoàn trưởng. Khi họ vượt qua cửa mở, thêm hai chiến sĩ liên lạc bị thương. Buổi đọc hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Quý vị hãy đăng ký và like video để chúng tôi có thêm động lực để đưa ra những clip hay hơn nữa. Hẹn gặp quý vị trong clip tiếp theo.